gớm. Sợ cô đánh tiếp hay sao mà lại căng thẳng thế? Dạ không. Cháu chỉ thấy lạ là cô lại mời cháu đi cà phê sáng thôi. uống đi con, uống đi con. Mà cô cũng gấp thật đấy. Cô phải ra sân bay bây giờ đấy. Cho nên là cô mới vội gặp con ở đây. Thế có việc gì vậy cô? Này, ngày hôm qua ấy, cô chót đánh hơi mạnh tay đấy. Thế cho cô xin lỗi nhá. Dạ không sao đâu cô. Hả? Đánh thế ăn thua gì. Ồ đúng rồi. Gớm, mày to xác thế này à, cô biết mà. Cho nên là cô đánh mạnh tay là cô biết không làm sao đâu. Nhưng mà có đau không? Nói thật đi, đừng đớn. Không sao, thật mà. Không à thế sao, hả? Vâng. Thế thì cô vẫn phải xin lỗi nhá. Uống đi. Con uống đi. À, khoan. Này, bỏ xuống cô bảo. Có cái chuyện này là cô phải hỏi ngay. Cô hỏi ngay không có là cô sợ cô quên mất. Ngày hôm qua ấy, cô nghe thấy là con nói là con thích cái đình nhà cô đúng không? Này, cô đúng không? Con có thích nó thật không? Hay là con chỉ nói giả vờ thôi? Con nói như thế là để cho cô không đánh nó nữa. Cô đúng không? Hả? Cháu hả? Cũng... À, đấy, cô nói thật nhá. Nếu mà là con thích cái đình nhà cô thật ý, thì cô cũng phải nói luôn với con ấy. Cái con đình nhà cô ấy, ôi dồi ôi, cái con này à, nói chung là nó rất nhiều những cái thói hư tật xấu. Đấy, chả giấu gì con đâu. Ngày trước ý, cái hồi mà nó mới có 4 tuổi ý, nó có biết ăn cơm đâu. Ăn à, toàn phải nuốt chừng thôi. Toàn phải cầm một cốc nước nó chiêu đến ức một cái đấy. Em ơi, đi học mẫu giáo à, toàn phải ngồi với cả các em 9-10 tháng tuổi thôi. Đấy, không ăn được cái gì cho nên là cô mới sợ nó đói. Thế là buổi trưa ấy, cô toàn phải bảo cái bà giúp việc ấy mang đến cho nó một cái bình sữa để nó tu nhá. Nó uống sữa nhiều quá con biết không. Đi học 30 ngày á, thì 28 ngày nó toàn đái dầm thôi. Ôi dồi ôi, xấu hổ ơi là xấu hổ ấy. Toàn bị các bạn đi chê thôi. Thế là các bạn cả lớp nhá, bọn trẻ con mà nó toàn ê thôi. Thế là khổ thân con bé. Tối nào về cũng khóc với cả mẹ. Mẹ thương quá nhá, cô à, 3 máu 6 cơn à, mấy lần cô định đến trường cô xử lý đấy. Thế nhưng mà cái bọn ấy nó bé quá, cô mà xử lý chúng nó thì có khi bố mẹ chúng nó lại xử lý cô ấy, đúng không? Thế là thôi, cô đành phải dừng lại đấy. Thôi, cô ơi, cô miếng nước đi. Ừ, cô xin. Đấy, nói có nhiều đâu mà cứ phải uống nước. Con biết không, chưa hết đâu. Cái tội mà đái dầm ấy thì là cái chuyện trẻ con, không có cái gì đáng nói. Còn mà cái tội xấu này nữa này, ôi cái con này á. Nó toàn sờ ti mẹ thôi. Vào đến cấp 2 rồi nhá, vẫn sờ ti mẹ nhá. Em ơi, sờ ti mẹ. Xấu hổ quá. Con đi con. Cô hơi vô duyên đúng không? Chỗ đông người. Ui không cô ơi. Hả? Cô duyên lắm cô ạ. Duyên ấy hả? Vâng, rất là duyên luôn. Ui sướng thế. Bao nhiêu người đều khen cô thế đấy. Ui thế hả cô? Sướng quá. Ơ mà cô đang định nói cái chuyện gì về nó ấy nhỉ? À, định nhiều cái hay ho đấy cô. À, này, lại nịnh bợ rẻ tiền rồi nhá. Cô ấy là cô không thích cái điều đấy đâu. Con đình nhà cô ấy là nó có rất nhiều những cái thói hư tật xấu. Mà cái con này á, nó dở hơi cũng không ít cơ. Đấy, cháu chơi với nó, cháu còn lạ gì nó nữa. Nhưng mà cái này là cô thích này, cái này cô rất thích nhá. Em ơi, chơi với nhau như thế nhá, biết hết cả những cái tính xấu của nhau. Thế mà cháu vẫn thân với nó đến giờ phút này. Đấy là cái điều mà cô rất thích. Chính vì vậy, cô tin chắc là mình sẽ đặt được một ngôi sao hy vọng ở trong cháu. Có đúng không? Đúng không? Bây giờ cháu nói cho cô biết, cháu có thích cái đình nhà cô không? Hả? Mà này, đàn ông đàn nàng nhá, cô ấy là cô thích phải rõ ràng. Thích thì phải nói là thích, mà không thích thì cũng phải nói là thích. Tóm lại, thích hay là không thích? Cháu... Hả hả? Cháu thích. Thích hay không thích? Cháu thích Mỹ Đình ạ. Rất thích. Ôi trời ơi, sướng quá. Nói thật với cả con là cô trút hết cả gánh nặng 50kg ế ẩm của con Đình ở trên vai đấy. Thôi, cô uống nước đi cô. Sướng quá.
những cái chuyện qua cái tông này. Kỳ cục. Tôi không có quen. Vì bà đang thích người khác hả? Cha Vinh kia gì? Cái tình cảm đó nó chết yểu từ lâu lắm rồi. Ảnh thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi nữa kìa. Có thể ông nói đúng. Ở trên đời này làm gì mà có người chịu đựng được cái tính ngu xuẩn của tôi. Không chịu được sự ngu xuẩn của bà thì sao biết được những lúc hay ho của bà. Không chịu được sự dở hơi của bà thì làm sao biết được những lúc đáng yêu của bà. Tuy hơi âu lo cho chặng đường phía trước nhưng mà tôi chợt nhận ra ở bên bà cãi cọ cũng vui, nhìn bà cũng vừa mắt. Gân ơi. Dạ. Con đi xuống siêu thị không đi với bà? Có. Vậy bà cho cháu xuống nhà chơi cho mát giúp con với nhá. Đi con. Ôi chết, bà ơi, con quên mất cái máy bay rồi, bà đợi con vào lấy nhá. Thế con để ở đâu? Hai bà cháu mình đi lấy nha. Vâng ạ. Anh Thắng à, anh làm giúp em mốc là 12 tuần nhá. Nếu như chồng em có hỏi, thì anh cứ nói là con gái. Anh làm luôn giấy kết quả khám giúp em. 10:30 vợ chồng em sẽ qua. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh. Chuyện cũng qua rồi mà. Mày cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi. Mà nghĩ lại, so với những gì tao đã trải qua thì tao thấy chuyện này nó cũng bình thường. Coi như lần này ông trời đứng về phía họ đi. Không phải là ông trời đâu, là do tao. Tao hại mày. Do tao là thứ phá hoại mà. Có thể em bé đạp không? Nó phản đối đấy. Bởi vì nó biết ai là người tốt, ai là người lo cho mẹ con Tâm. Chị và bố, cho chị định xin lỗi con nha.